Chào các bạn, mình là Tín Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CN Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Đây là video bài số 3, hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance, xác minh, sử dụng và cách làm sao để các bạn có thể thao tác được trên Binance một cách thuần thục nhất. Ok, không chần chừ gì nữa, bây giờ chúng ta sẽ vào thẳng nội dung chính ngày hôm nay thôi. Ở trên màn hình của mình là cái giao diện Chrome, và ở đây bạn có thể vào bằng bất kỳ một cái trình duyệt nào ngoài Chrome, ví dụ như Cốc Cốc này, Firefox này, vân vân. Ở trên điện thoại thì nó cũng có một cái app của Binance tùy các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ truy cập trên trang web vào binance.com. Những cái bước đầu tiên để bạn vào bạn đăng ký thì đầu tiên là bạn vào binance.com. nếu như bạn muốn đăng ký ủng hộ bọn mình thì các bạn có thể đăng ký theo cái link mình để dưới phần mô tả video nhé. Thì cái link đấy là cái link của mình. Ok, tại đây sau khi bạn vào trang web binance.com hoặc bạn ở trên app cũng làm tương tự, truy cập vào app thì nó sẽ có cái nút đăng ký. Tại đây bạn nhìn trên đây có cái nút đăng ký này, bạn ấn đăng ký. Hiện quốc gia cư trú là Việt Nam thì bạn xác nhận. Sẽ có các cách đăng ký là email và di động. Theo mình thì bình thường mình hay dùng email. Tại đây chúng ta sẽ điền một cái email. Và ở đây là email, bạn nên điền cái email mà bạn hay dùng ấy. Sau đó là mật khẩu. Làm sao để bạn tối thiểu là 8 ký tự này, tối thiểu 1 chữ số và tối thiểu là 1 chữ in hoa. Đủ hết tất cả những cái này, nó hiện màu xanh thì nó ok. Và cái ID giới thiệu này thì các bạn có thể điền cái ID giới thiệu của mình. Ok, ở trên màn hình thì mình đã điền cái ID giới thiệu của mình rồi. ID này thì các bạn cũng có thể lấy ở dưới phần mô tả video luôn nhé. Tại đây thì chúng ta có một cái nút là tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản, thì bạn tạo tài khoản là xong. Sau khi điền email này, mật khẩu này, ID giới thiệu nếu như bạn muốn ủng hộ mình và ấn tạo tài khoản là bạn sẽ tạo được. Tại đây nó có một cái hình thì bạn di vào cho nó khớp cái này, nó hiện lên là ok. Và ở đây nó sẽ hiện một cái mã là mã xác minh 6 chữ số gửi qua cái email này, có giá trị trong vòng 30 phút. Tại đây bạn sẽ lấy cái mã giới thiệu này và bạn điền sang bên đây. Sau khi điền thì nó sẽ tự động chuyển đến trang tiếp theo. Và tại đây bạn nhìn thấy là bạn bắt buộc phải hoàn thành cái quy trình xác thực này, vân vân. Thì mình sẽ ấn thử. Nó sẽ dẫn bạn tới cái trang cá nhân. Và trang cá nhân này của bạn nó sẽ hiện một vài cái thông tin quan trọng nhất. Tại đây ấy, sau khi bạn đã đăng ký xong thì nó sẽ có một vài cái giao diện và một vài cái điều cần phải biết. Đây là đến cái bước xác nhận rồi nhá. Ở bước xác nhận này ấy, nếu như bạn chưa biết vào đây như nào thì nó có hiện một cái phông vàng như này. Hoặc bạn có thể vào chỗ này này. Đó, chỗ này. Và sau đấy bạn ấn vào tổng quan thì nó cũng sẽ ra cái khu vực này. Ở đây sau khi mà đến cái bước xác minh này thì nó sẽ yêu cầu những cái như sau: thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, nhận dạng khuôn mặt, thời gian sẽ duyệt 10 ngày và nó sẽ nâng cái hạn mức của bạn lên. Nói chung theo quan điểm của mình là các bạn nên xác nhận, bởi vì khi các bạn xác nhận ấy thì đến lúc mà có cái vấn đề gì xảy ra, ví dụ như bảo mật tài khoản này, bạn quên mật khẩu này, rồi những cái vấn đề khác về bảo mật hay gì đó, thì hỗ trợ của sàn nó cũng có thể giúp được bạn. Ở đây bạn ấn bắt đầu ngay này. Tại bước này thì bạn sẽ gõ là số chứng minh thư nhân dân của bạn ra, ví dụ là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gì đó. Ở đây sau khi gõ số chứng minh thư ra thì các bạn cần phải điền một cái họ và tên. Ở đây thì mình điền đại thôi nên là nó không ra là phải thôi. Ở đây họ và tên, ví dụ mình điền là mình điền Nguyễn Tiến Trọng chẳng hạn. Và ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh thì các bạn hãy chọn ngày tháng năm sinh của mình bằng cách ấn này, đổi năm đổi tháng này, sau đấy ấn tiếp tục. Và những cái bước tiếp theo nó sẽ là đến cái bước mà bạn cần phải up cái hình lên. Up cái hình lên thì nó sẽ có là hai mặt của chứng minh thư, thì các bạn nhớ chụp rõ góc, đúng không ạ? Các bạn nhớ chụp rõ bốn góc nhá, chụp rõ bốn góc giúp mình, chụp rõ bốn góc và rõ thông tin. Giấy tờ của bạn phải rõ thông tin này, rõ bốn góc này, sau đấy bạn up lên. Và nó sẽ đến cái nhận dạng khuôn mặt. Nhận dạng khuôn mặt thì thường nó sẽ bật cam lên, bật cam của máy và nó sẽ quay cái mặt của bạn. Sau khi hoàn tất các bước, thường thì chỉ tầm một ngày thôi là nó sẽ xác minh xong.
Việc xác minh đấy thì là một phần rất là quan trọng như mình đã nói trước. Tiếp theo, các bạn sẽ vào đây, vào cái hình mặt người này nhé, ấn vào mục bảo mật cho mình. Vừa rồi là mục tổng quan nhé. Ấn vào cái tổng quan này thì các bạn sẽ thấy là đến có những cái bước là xác minh bảo mật này. Nếu nó không hiện ra thì ở đây bạn cũng có này, bảo mật này. Cái mục bảo mật này là mục rất là quan trọng. Tại đây ấy, thì các bạn cần phải có những cái cách để bảo mật, làm sao để bạn bảo vệ cái tài khoản của bạn, bởi vì đấy là tiền bạc mà, đúng không? Chúng ta cần phải bảo vệ tài khoản một cách tốt nhất. Tại đây các bạn có thể ấn xác minh qua điện thoại, ấn kích hoạt một cái này. Nó sẽ đưa đến bạn xác minh số điện thoại. Sau khi bạn gõ số điện thoại vào đây và ấn lấy mã thì nó sẽ hiện ra một cái mã, nó gửi về cái số điện thoại và bạn điền vào đây. Sau đó ấn lấy mã một lần nữa ở dưới xác minh email thì nó sẽ gửi một cái email về số điện gửi một cái mã code về email của bạn và bạn cũng điền vào đây. Sau khi xong thì bạn ấn gửi thì nó sẽ xác nhận được cái số điện thoại của bạn. Và cái cuối cùng đấy là Binance và Google Audience. Cái này là xác minh hai bước hay còn gọi là 2FA, và thường thì chúng ta nên dùng cái này. Các bạn ấn kích hoạt này, nó sẽ ra cái bước đầu tiên, đấy là nó gợi ý là bước đầu tiên bạn sẽ có thể xác minh bằng hai cái app. App thứ nhất là Binance Authentication Authenticator, và bước thứ hai là bằng Google. Ở đây thì mình có một cái app và mình sẽ để trên cái màn hình này nhá. Đây là app Authy màu đỏ. Tại sao mình lại dùng app Authy này thay vì cái app của Google? App của Authy này nó màu đỏ thì các bạn nhìn ở trên màn hình là mình đưa lên thì nó dễ hiểu mà, đúng không? App Authy này nó sẽ giúp cho các bạn backup được, nếu như các bạn nhớ được cái email và nhớ được cái mật khẩu, tức là bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản này và toàn bộ những cái mạng Authy và toàn bộ những cái 2FA khi mà bạn lưu vào thì nó sẽ giúp cho các bạn lưu này. Giả sử như bạn không còn cái thiết bị điện thoại này nữa nhưng bạn sang một cái thiết bị khác thì bạn lại tải cái app đấy về và bạn lại đăng nhập vào thì nó sẽ backup toàn bộ. Vì thế bạn không cần phải lo lắng là mất. Ok, sau khi đã ấn tải một trong hai cái này rồi nhá, thì bạn ấn tiếp cho mình. Ở đây nó sẽ đến cái bước là quét mã QR. Và tại đây khi mà các bạn đến cái app rồi, nó sẽ có một cái mục để quét. Và khi mà các bạn bật cái quét đấy lên thì các bạn sẽ quét vào cái mã này. Và các bạn lưu ý giúp mình, cái mã này là cái mã bạn không nên để lộ ra nhá, bởi vì nó rất là quan trọng. Mã này và cái mã dòng cuối này này thì các bạn không nên để lộ ra. Các bạn sẽ có hai cách để lưu để cho nó chắc chắn. Cách thứ nhất là các bạn dùng cái app Authy mà mình vừa giới thiệu ấy, các bạn quét một lượt, đúng không ạ? Các bạn quét một lượt của cái mã này và nó sẽ ra một cái dãy là 6 chữ số. Tiếp theo là các bạn sẽ có thể dùng một cái khác, đấy là chụp màn hình. Ví dụ ở đây mình sẽ chụp màn hình này. Mình chụp lại cái màn hình này và các bạn có thể là lưu lại bằng một cái kiểu hình ảnh ấy. Đây, mình sẽ dùng để chụp màn hình này. Đó, các bạn lưu lại cái này. Và các bạn cũng nhớ luôn, nhớ làm sao để nén file hay gì đó lại, để cho không ai có thể nhìn thấy được cái mã này của bạn. Ok, sau khi mà các bạn làm như thế xong thì các bạn sẽ ấn đến bước tiếp theo. Đấy, lưu khóa dự phòng này tại một nơi an toàn, tức là nó bảo bạn lưu lại đi đấy. Tiếp theo nữa thì tại đây nó sẽ có hai bước. Bước thứ nhất là bạn ấn lấy mã xác minh, ok chưa? Lấy mã xác minh này, sau đó là mã xác thực, tức là cái mã mà bạn vừa ở trong app ấy, bạn lấy ra mã 6 chữ số xác thực và nó sẽ có tầm 30 giây để nó thay đổi. Sau đấy thì bạn nhập hai cái mã này vào, vấn tiếp theo là bạn sẽ bật được cái kích hoạt 2FA lên. Đấy là bước đầu tiên chúng ta đã xong đăng ký được này. Mình đã hướng dẫn các bạn xác minh danh tính này, hướng dẫn các bạn bảo mật hai lớp 2FA này. Và bây giờ sau khi đã xong hết tất cả những cái bước này rồi thì các bạn sẽ đi đến cái bước sử dụng Binance. Ở trên Binance ấy, thì nó có rất là nhiều thứ để các bạn cần phải quan tâm. Đầu tiên mình sẽ nói đến ví trước nhá. Ví này, ở đây thì chúng ta đã quan sát rồi đúng không? Không có gì quá là nhiều đâu. Cái mục xác minh thì bạn vào đây, bảo mật thì bạn vào đây, gì vào cái hình người này là có. Tiếp theo chúng ta sẽ vào ví này. Đây là cái mục mà nó hiện tiền của các bạn lên. Ở tại mục ví này thì nó sẽ có này, nạp, rút và chuyển. Nạp, rút và chuyển. Ở trong cái này thì là hướng dẫn cách nạp rút và sử dụng Việt Nam đồng để mua Bitcoin, mua BUSD, mua USDT thì ở trong bài sau mình sẽ nói đến nhé. Ở bước này thì chúng ta sẽ chỉ giới thiệu qua thôi. Nạp, rút và chuyển thì ở trong video sau mình có nói kỹ rồi nên mình không nói ở đây nữa.
Phía bên trái này nó sẽ là từng loại tài khoản của bạn, ví dụ như tài khoản là Fiat và Sport này. Đó. Ở đây bạn muốn tìm coin nào thì bạn hãy gõ ra, ví dụ Son này, ví dụ như là XLM này. Đó, thì nó sẽ ra cái số tiền, số coin của bạn đang có là bao nhiêu. Tiếp theo là tài khoản Margin và tài khoản Future. Đây là hai cái tài khoản bạn cho tiền vào để bạn có thể là giao dịch Margin và Future. Ok. Tiếp theo là những cái khác, ví dụ như mục Earn này. Cái mục Earn này mình thấy là một mục khá là hay ở trên Binance. Mục Earn ấy nó giống như kiểu gửi tiết kiệm ấy. Khi mà bạn gửi tiết kiệm online ở trên ngân hàng, ở trên cái app của ngân hàng ấy, thì bạn sẽ thấy là nó hiện ra một cái mục là số tiền bạn gửi là bao nhiêu, phần trăm lãi các thứ, đúng không? Thì tại đây mục Earn cũng thế. Khi mà bạn tích trữ một cái đồng coin, bạn hold một cái đồng coin giống như mình chẳng hạn, thì mình hold BNB này, hold BTC này, hold ETH này, rồi hold Son này, hold một vài đồng nữa, thì khi mà bạn tích trữ và lưu những cái đồng đó thì bạn cũng có thể vào mục Earn này để bạn kiếm, giống như kiểu bạn gửi vào tiết kiệm ấy. Thì tại đây nó sẽ có một cái mục Earn và có loại linh hoạt, loại cố định. Loại cố định ấy thì nó sẽ là khi mà bạn cho vào nó sẽ phải nhất định là 30 ngày chẳng hạn, 14 ngày chẳng hạn, 90 ngày chẳng hạn, thì sau đấy bạn rút ra, sau hết cái đấy nó tự động rút ra và nó sẽ gửi lại tiền lãi cho bạn. Nhưng mà cái mục đấy thì nó hơi khó là ở chỗ giả sử như trước đấy bạn muốn dùng coin thì nó cũng khó, đúng không? Như ở mục Earn linh hoạt ấy thì bạn gửi vào nó sẽ tính hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Ví dụ hôm nay mình gửi thì ngày mai đúng cái tầm giờ này là nó sẽ tính cho mình một ngày, và sau đấy nếu mình muốn rút ra thì rút được luôn và nó không bị những cái khó như kiểu là gửi tiết kiệm cố định. Tiếp theo là staking cố định này thì cũng thế, staking DeFi, Launchpad và Swap vân vân. Những cái mục này thì bạn có thể từ từ bạn tìm hiểu nhá, mình sẽ không nói quá nhiều nữa. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái mục tiếp theo, mục ví đã xong, bây giờ thì chúng ta đến mục giao dịch nhá. Ở cái mục lệnh này này thì các bạn sẽ vào thử cái lệnh spot nhé. Mục lệnh này thì nó hiện ra cho các bạn, tức là tất cả những cái lệnh mà bạn đang giao dịch, đã giao dịch xong thì nó đều hiện ở đây. Đây là lịch spot, lệnh spot này, lệnh chờ này, lịch sử đặt lệnh này, lịch sử giao dịch này. Đó, bạn có thể vào đây để tìm tất cả những cái lịch sử của bạn. Lệnh P2P. P2P này là cái giao dịch giữa hai người, hai cá nhân với nhau. Person to person đấy. Đây là cái mục mà có thể dùng tiền Việt để mua các cái đồng coin. Thì ở trên bài sau thì mình sẽ nói đến kỹ hơn các cái lệnh khác. Ok. Về lệnh thì là như thế. Bây giờ mình sẽ đi đến những cái mục khác, ví dụ như bạn di vào cái hình này thì bạn sẽ thấy được những cái như sau. Những cái mục này bạn không cần quá quan tâm đâu, bởi vì người mới ấy, thì các bạn không cần phải kiểu tìm hiểu quá sâu vào tất cả mọi thứ. Bạn chỉ cần quan tâm những cái chính thôi. Ví dụ ở đây là có cái Academy này là về học này, rồi về cái Launchpad này là thường chúng ta sẽ hay vào đây để chúng ta kiếm những cái cơ hội. Khi mà bạn hold đồng BNB ấy, thì ở trên này nó sẽ có những cái cơ hội cho bạn. Ví dụ ở đây là cái cơ hội gần nhất mình đang quay video này là Porto, và hiện tại là còn 7 ngày 3 giờ nữa. Khi mà bạn nắm giữ BNB thì bạn có thể tham gia vào cái hoạt động này. Nó sẽ tính số BNB của bạn trung bình trong vòng 10 ngày và đến lúc mà cuối cùng ấy, nó sẽ tính toán dựa trên số của bạn. Ví dụ mình có 1.000 mà tổng số nó là 100.000 thì mình sẽ được 1% ở trong tổng cả cái đấy, là được quyền mua 1% trong tổng cả cái đấy đấy, thì nó sẽ phân bố cho mình như thế. Và thường ấy, những kèo trên Launchpad này nó sẽ ăn khá là nhiều. Cái kèo trước mình ăn một kèo Lazio là x30 lần, nó không hiện ở đây rồi, kèo Lazio x30 lần, còn kèo DA này là mình kiếm được 1.500 đô. Kiểu như thế thì ở đây, đây cũng là một cái cơ hội mà mình muốn giới thiệu luôn trong cái video hướng dẫn đăng ký này cho các bạn. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ đi đến cái mục tiếp theo, đấy là giao dịch nhá. Ở mục giao dịch này thì bạn có thể nhìn thấy những cái như thế này. Thì tại đây các bạn cần quan tâm, đấy là một là mục đơn giản, hai là mục P2P. Mình sẽ ấn vào đơn giản trước. Đây là cái giao diện cơ bản để các bạn có thể giao dịch được với Binance, Binance Launchpad thì mình vừa nói rồi, đây là Binance Spot. Tại cái mục này, bạn nhìn về phía bên trái này, đây là cái đồng coin mà nó đang hiện giá và bạn đang muốn giao dịch, đúng không? Ở bên đây là các cái đồng coin trên các cái tỷ giá khác nhau, ví dụ là 1 inch trên BTC này. Mình mà muốn tìm, ví dụ như mình tìm Son USDT, thì nó sẽ ra ở đây. Và mình ấn vào cái, bạn sẽ thấy là ở đây mình đang giao dịch đồng Son, đúng không? Ở phía dưới này, màu đỏ này là đang muốn bán này, màu xanh này là đang muốn mua này. Ở trên thì nó sẽ hiện một vài cái thông số khác, ví dụ giá cao nhất, giá thấp nhất, vân vân. Thì bạn cứ từ từ bạn xem nhá. Tại đây là cái biểu đồ,
Đấy, biểu đồ này chúng ta có thể co gọn mở ra để chúng ta xem và sử dụng cái Binance này. Ở bên này lệnh đã khớp này. Ở đây cái mức quan trọng mà bạn cần phải quan sát đấy là bên khung mua và bên khung bán. Tại đây đây là hai cái khung để bạn thao tác mua bất kỳ một đồng coin nào mà bạn muốn giao dịch trên Binance. Ví dụ mình đang ở cái mục của đồng Son đúng không? Mình muốn mua bán Son thì tại đây ấy, cái phần khả dụng này nó sẽ hiện lên là số tiền của mình khi mà mình đang có, ví dụ như mình đang có 100 Son chẳng hạn thì nó sẽ hiện ra ở đây là 100 Son và mình có thể bán. Nhưng nếu mà mình đang có USDT thì nó sẽ hiện ra ở đây là đang có USDT và mình muốn mua. Kiểu như thế. Và bây giờ ấy, thì tại đây nó sẽ là mức giá. Ví dụ như bạn thấy là ở giá 240 mấy này thì hơi cao. Bạn thấy là giá tầm 220 một đồng Son thì chấp nhận được. Thì bạn sẽ chấp nhận là trả 220 cho một đồng Son. Và số lượng bạn muốn mua là như nào? Là bao nhiêu? Ví dụ bạn muốn mua 10 đồng thì nó sẽ hiện ra là tổng số tiền của chúng ta cần phải có là 2.200 đô. Và 2.200 đô này với giá 220 bạn sẽ mua được 10 đồng Son. Sau đấy bạn ấn đặt lệnh mua thì nó sẽ ra một cái lệnh ở phía dưới này. Và sau khi xong ấy, thì nó sẽ đi vào cái mục là lịch sử lệnh. Đây là nếu nó khớp hoàn toàn mà nó xong. Còn bán thì tương tự như thế. Bán thì bạn cũng có thể sang cái mục này. Bạn cũng muốn bán. Ví dụ như là mình muốn bán với giá 300 chẳng hạn. Và mình muốn bán 10 Son. Đấy, thì nó sẽ hiện ra tổng số tiền bạn bán được là bao nhiêu. Và bạn bán ấn nút bán Son này một cái. Thì nó sẽ hiện ra một cái lệnh ở phía dưới này. Đó là cái thao tác cơ bản nhất, đơn giản nhất về mua và bán ở trên cái thị trường này. Để mình xem có một cái nữa là P2P này. Ở cái mục P2P này là mua bán trao đổi giữa người với người và giữa chúng ta là những người muốn dùng tiền Việt để mua đô hoặc là dùng tiền Việt để mua Bitcoin luôn. Nếu như các bạn không muốn thao tác như vừa rồi thì các bạn có thể vào cái mục này. Sau đó thì sẽ có những cái bước, ví dụ như tìm Việt Nam đồng này. Rồi sau đấy là chúng ta chọn cái đồng chúng ta muốn mua. Tích vào, xác nhận. USDT này, BTC này, BUSD vân vân. Giả sử bạn muốn mua BTC thì nó hiện luôn giá ở đây. Và trong bài sau thì mình nói kỹ hơn về cái mục này nhé. Vừa rồi thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn về cách để các bạn có thể đăng ký, xác minh, bảo mật và sử dụng sàn Binance một cách đơn giản và cần thiết nhất. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn để họ cũng có thể biết cách sử dụng Binance một cách đơn giản và an toàn nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn.